Tự biên tự diễn lấy nha. Bếp đây là bếp đầu bếp vùng núi. Bếp vùng núi đây. Thưa quý vị, thì bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Thì đoàn của ca tác sinh hóa nơi núi rừng đây chả có cái cơm nào mà ăn này. Cho nên là phải đói thì đi thôi. Cái đó là đường hay là nói nè. Mì chính cái thôi. Đấy. Đói thì đầu gối phải bò. Đấy. Thì phải vô trong bếp đây mà nấu lên mà ăn. Bây giờ là cho nó cháy cạnh một tí. Cho nó cháy khô tí. Hình như hơi nhiều dầu sao ấy nha. May mà có cá khô từ thiện rồi bỏ lên đây mà nấu. Chứ ở nơi đây thì cũng chắc mùi thơm lắm mà. Hấp dẫn nha. Làm thêm một mẹ nữa. Cơm chín chưa? Đây chúng tôi đi mua cá khô cho bà con này nè. Nhưng mà cũng may có cá khô mua cho bà con từ thiện thì nó có cái để bỏ bụng bây giờ. Nhà chị đây à? Ồ vậy à. Này cảm ơn gia đình đã cho mượn cái bếp nhá. Cảm ơn gia đình cho mượn cái bếp để hôm nay nấu cơm cho đoàn ăn chứ không có là đoàn đói là không có sức để mà đi nữa. Nhà chị hai ông bà ở đây. Có hai ông bà ở đây. Để xe ở đây. Vâng, xe không lên được nhà. Vâng, xe không lên nhà được cho nên phải để xe ở đây. Nhà mình cũng bị sập rồi. Nhà con cũng bị sập đó. Xuống đây ở. Tức là nhà ở trên bản là con cái được bị sập hết rồi. Rồi bây giờ là xuống đây ở với ông bà. Vậy à. Thì thiệt hại nhiều nha. Rồi. Đấy nên là không biết là làm sao không có chỗ làm nhà. Không có chỗ làm nhà nữa đây này. Thế nên là hôm nay là ta tát lên đây để trao quà cho bà con nhé. Đấy cũng chia sẻ một chút tâm lòng của các nhà hảo tâm ở khắp nơi cho các gia đình bị thiệt hại nhé. Vâng, ở đây là các cha các sơ bên nhà thờ đạo nhé. Rồi cảm ơn chị đã cho mượn cái bếp để nấu cơm nhé. Rồi tí nữa mời chị ăn cơm luôn cho vui nhé. Rồi cảm ơn. Được chưa? Cho thưởng thức tí. Trước kia đói lắm rồi đây này. Có thức ăn rau cải lắm. Chỉ cho ít rau cải nhá. Đấy họ tốt lắm. Có rau cải họ cũng cho. Đói bụng lắm rồi. Đang còn ít nữa phát cho xong để ăn cơm. Tao nổ có tiền cho đi à. Đó, quà không thiếu đây nè. Đúng là làm việc không có giờ để mà ăn. Nhặt lên. Bây giờ sang cái món gì rồi? Của bà hái rau cải đây, con nấy đây thôi à? Đây, bây giờ là xào đậu nữa. Đấy, làm việc không bao giờ đấy mà ăn đó. Cái rau cải đây ngon lắm đấy này. Đây là đầu bếp của Caritas Thanh Hóa đấy.
nói thì đầu gối cho bò đây. Vâng ạ. Đói lắm rồi đây này. 2-3 giờ chiều rồi này, chưa được ăn cái gì. Chưa được ăn trưa. Nhưng mà không sao, người dân ở đây mấy ngày lũ lụt vừa qua thì họ còn đói hơn mình. Ở đây uống rượu không? Uống rượu, uống rượu đấy. Uống rượu đấy. Uống rượu ngô. Tiến đầu uống rượu ngô nhá. Đó, đây là cá khô ba làng đấy. Cá khô ba làng đấy. Cá từ thiện đấy. Tức là mình phải cứu mình trước. Rồi vì có sức để mà cứu người. Thuốc giảm sốt đây nha. Thuốc giảm sốt. Hôm nay đi nhận quà thì có vui không? Vui ạ. Rất vui ạ. Vui thì nói vài lời nào. Em cảm ơn đoàn rất là nhiều ạ. Đã ủng hộ bà con rất nhiều. Trong cái lúc mà thiên tai lũ lụt đúng không? Và rất nhiều mong thiên tai này sẽ sớm chấm dứt. Để cuộc sống của mọi người sớm ổn định. Đúng không? Rồi, cảm ơn anh em nhé. Mọi người nhận quà xong không chịu về để cho ca tát ăn cơm. Mùi thế không biết. Cải ngon rồi đấy. Cái đậu đậu. Cái rau cải cho miếng ngon này, rau cải đó. Không biết hồi con lấy rồi hay sao, rau cải á. Gà chắc là sẽ lùa về được. Thế gà thì mua ở đâu, anh nào thì mua? Mua mày mày đồ. Thôi, như vậy là ngon rồi. Xong thêm một món rồi nè. Đây này, thế là từ sáng đi bắt gà à? Nhưng mà nó chạy ngoài đồi à? Chưa thấy gà xuống này. Mời rồi, uống rồi. Có mời rồi. Bây giờ mời sơ đi. Mấy đứa mời sơ đi. Đấy sơ. Đấy mày ăn mấy mấy dài phải cảm ơn các sơ đây nhá. Với có quà đó. Cảm ơn nhiều để cho rau cải nhá. Cảm ơn nhiều. Rồi. Được. Thì gà đang bắt. Rau này rau non nữa, rau dưới có rau đâu. Đây có rau non đấy. Mới làm xong. Nhà cháu ở đây à? Vâng, nhà cháu ở đây ạ. À, nhà cháu ở đây. Vâng. Cảm ơn cháu nhiều cho đoàn mượn bếp nhá. Không sao đâu. Cháu ấy vẫn buổi hôm qua qua rồi. Ờ, bếp. Không có chút nước nào. Bếp không bạn. Nước mà. Thôi rửa sơ sơ vậy là được rồi. Rau sạch mà. Rau sạch đó, rửa sơ sơ vậy là được rồi. Đó, được bữa cơm đã bạc rồi đó. Rồi. Cảm ơn đi sạch nước nhé. Cảm ơn dài nhiều. Mì tôm. Không cho rau vô trước chứ phải không? À muối.
có cái muối mỡ đây này không ạ? Bỏ vào nó mới dai nè. Đấy. Bỏ bẻ bẻ ra chứ. Dai bẻ ra. Thôi được 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 cái nó được rồi. Nhưng mà bóp ra chứ. Đấy. Mì tôm nấu với rau cải ngon. Thêm đây vài gói nữa. Mơ. Ờ, chín rồi, ngon rồi. Đâu rồi đây? Để bác đây. Ồ, một nồi mà mấy đầu bếp luôn này. Một nồi mà bao nhiêu đầu bếp rồi thì mỗi đầu bếp vào cho một môi một thìa muối vào thì đẫm đà luôn nha. Cái gì tên như kia ta cái chủ đó bây giờ là được ăn ngon lành. Được. Chín rồi. Bạn ăn pha vừa đủ chưa? Đừng có muối nữa nha. Thế mỗi anh một tí vô rồi tí nữa với đậm đà đấy. À, muối để tí nữa thịt gà. Đây. Vậy là được cơm chấm ngon lành. Đây này rau đây này. Đây. Đổ đây nhá. Rồi, lấy bát múc vô. Một bát là chỉ rửa đi. Món này để rửa, cắt đi bé mở, cắt miếng rẻ đi, cắt. Anh cầm cái cửa đấy. Đấy, thưa quý vị, bây giờ là cũng là hơn 3 giờ chiều rồi. Mà Đoàn mới được ăn cơm, bởi vì hôm nay rất là nhiều xuất quà cho bà con. Cho nên là cũng nơi rừng núi ở đây cũng không có nơi mà đi hàng đi quán. Cho nên là tiết mình phải gây nhà dân ở đây thì đầu bếp của ta tắt sinh quá. Đói thì đầu gối phải bò vô bếp để mà nấu. Nên là nấu cá khô đây là mua đi cho người dân này. Nhưng mà lấy ra một gói để hàng mì tôm. Đấy, phải các thứ ở trong cây nhà lá vườn. Trước hết là cảm ơn đây là chị Mai này. Chị Mai là dân tộc gì nha? Tày. Dân tộc Tày. Đấy, chị Mai dân tộc Tày đang làm việc ở tại huyện ủy của huyện Nguyên Bình. Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hôm nay chị Mai đã dẫn đoàn lên đây để đi thăm và tặng quà cho bà con. Cảm ơn chị Mai nhiều nhé. Rồi cảm ơn chủ nhà đã cho mượn bếp. Cảm ơn các đầu bếp đã nấu cái đồ ăn này. Rồi bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ xin mời mọi người dùng bữa cơm đã bạc cái cai tóc sinh hóa. Xin kính mời chúng ta làm giáo nhé. Xin chào và cảm ơn thánh thần Amen. Chúng ta đọc một kinh lễ cha để cầu nguyện cho tất cả các ân nhân của cai tóc sinh hóa, những người đã chia sẻ cơm áo cho những người nạn nhân của lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cha và con và thánh thần. Amen. Được ăn cơm không? Đây là bữa cơm ngon nhất trong đời đây. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.